Xe rước dâu vô tình gặp nhau trên đường, hai chú rể có hành động đẹp nhận mưa tim từ cộng đồng mạng. Đang trên đường đưa nàng về dinh, hai chiếc xe rước dâu vô tình gặp nhau. Thay vì lướt qua nhau để mà tranh thủ cho kịp giờ làm lễ, hai chiếc xe đã quyết định dừng lại, bước xuống là hai chú rể. Còn hai nàng dâu thì được nằm nghỉ ở trên xe. Sau vài câu hỏi xã giao, hai chú rể đã gửi đến nhau lời chúc phúc tốt đẹp, trao cho nhau cái ôm động viên và cuối cùng là màn đổi hoa cưới cho nhau. Thế nhưng bằng sự sắp đặt của duyên phận, bó hoa cưới được đổi qua đổi lại, vô tình trùng với màu hoa trên xe rước dâu của hai chú rể. Đoạn clip sau khi đăng tải đã khiến cho nhiều người vô cùng thích thú trước hành động đẹp của hai chú rể. Mặc dù vẫn có nhiều ý kiến cho rằng nhiều người chăm chút cho bó hoa cưới, nếu đổi đi rồi thì không còn phù hợp với ý đồ của cô dâu nữa. Tuy nhiên vẫn có nhiều người lại thấy được nét đẹp lưu giữ kỷ niệm trong việc đổi hoa cưới cho nhau trong ngày vui trọng đại. Không nên khắt khe vật chất sẽ không còn nhiều ý nghĩa nữa, một số bình luận được mọi người để lại. Thế đổi xong hai chú rể hoan hỉ ghê, còn kiểu cảm thấy gặp may ấy. Đổi xong nhìn hoa cưới vô tình hợp với hai bên luôn, đúng là duyên phận. Bó hoa của mình mà 100 triệu thì mình cũng đổi, đâu phải ai cũng có duyên gặp nhau kiểu vậy đâu. Hai ông chú rể kiểu như xuống động viên nhau, bảo trọng nhé người anh em. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi, đừng quên đăng ký kênh Tin 3 Phút để cập nhật tin tức nóng hổi mỗi ngày.